chào quý vị. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2023, giữa mùa đông nhưng thời tiết rất ấm nên mình quyết định làm do work. Mình mới đi Home Depot về, mình mua merch và cái landscape divider. Này là phía sau nhà của mình. Này là cái patio, này là chiếc xe RV. Này cũng là một cái patio nữa, cái patio này là bằng xi măng. Phía bên kia thì có cây hồng và cây Japanese maple. Cái này là cái nhà kho, cái đó là cái sân sỏi. Mình muốn sửa lại cái sân sỏi cho nó đẹp. Mình bỏ cái landscape divider vào và mình bỏ sỏi vào để cho đất nó không có bị chài. Chiếc RV này mình mới mua mấy tháng, mình chưa có dùng lần nào. Mình định là hè này mình sẽ dùng chiếc RV. Phía bên kia của chiếc RV là cái đám rừng. Đám rừng đó cũng thuộc nhà của mình. Bên ngoài cái đám rừng là cái hồ. Ngay bây giờ thì mình tới, mình cầm cái bao merch xuống để cho mình bỏ vào cái cây hồng này. Cái cây hồng này là mình mới transplant, tức là mình dời từ bên kia qua bên này, cho nên cái gốc nó chưa có chắc. Và hơn nữa mình muốn bỏ merch vào để cho nắng nó không có làm chết cái gốc, hay là merch nó bảo vệ được cái gốc. Merch, một bao merch này tốn khoảng $4. Nếu mà nó on sale thì thường thường khỏi là khoảng là $2 thôi quý vị. Nhưng bây giờ nó không có on sale cho nên bác Việt mua nó $4. Giữa khoảng tháng 4 thì thường thường bác Việt mua khoảng 40 hay 50 cái bao merch để cho mình bỏ vào những cái gốc cây, cái swing set và cái vườn hoa phía trước và phía sau. Bác Việt dùng merch rất là nhiều. Bác Việt bỏ merch xong cái cây này rồi. Giờ mình định làm cái landscape divider. Cái landscape divider này là Bác Việt mua ở cái tiệm Home Depot khoảng 50 đồng, 60 feet. Sẽ đóng nó vào đất. Cái này rất là dễ làm. Nó bán cho mình cái divider và nó bán cho mình cái đinh. Thì mình mua cái đinh về, mình đóng nó xuống. Khi mình đóng nó xuống rồi đó, thì nếu mà nó dư thì mình cắt nó ra. Mình có cái kéo cắt, mình cắt nó ra. Thế vậy chứ không có khó quý vị. Con gái làm cũng được. Mình mua khoảng 2 cuốn cho cái này, tức là khoảng 120 feet. Để cho mình làm hết tất cả sân sau và sân trước. Và những cái gốc cây. Làm đã gần xong cái chỗ này rồi. Giờ bước việc cho quý vị cái final product này là đã xong rồi nè quý vị. Này là cái phía bên hông của cái nhà. Bước việc cũng đóng vào luôn. Khi bước việc bỏ merch vào thì merch nó không có trài qua cỏ. Cái này là cái gốc cây. Cái gốc cây này là cái gốc cây Pearson. Bác Việt mới đóng tròn lại. Cái này bác Việt bỏ đá. Cái này là cái gốc cây Thái, cây bơm Thái quý vị. Cái chỗ này mình đóng là mục đích là mình sẽ bỏ gravel vào, đá sỏi vào và nó không có chài cát. Hơn nữa, cái chỗ này cỏ nó không có lên tốt được, cho nên đó là một trong những cái lý do mình bỏ đá sỏi.
Bây giờ mình đi lên cái sân trước nhà. Cái sân trước nhà mình cũng đóng cái landscape divider để cho nó ngăn cản giữa mulch và cỏ. Phía bên hông này nè quý vị, nước nó rớt xuống, nó trôi đã sỏi đi, cho nên có việc phải đóng cái divider vào. Có việc định làm cái này lâu lắm rồi nhưng chưa có thời gian. Đã xong rồi quý vị, làm cái này tốn mình khoảng 2 tiếng đồng hồ. Này là khung cảnh xung quanh nhà của mình, này là bè hàng xóm, này là phía sau nhà của mình, chiếc RV đang đậu, mình sẽ dùng nó cho mùa hè này.